Mình có thiện chí tới nói chuyện với người ta mà người ta không có ở nhà, không tiếp đón người thâu. Mình đi gì á? Mình trình báo công an cho người ta giải quyết. Không á, tự nhiên mấy chuyện thì đi báo công an. Lỡ ông ra ngô ra ngoài tự nhiên đi báo công an, người ta nói mình sao? Báo công an, mình phải báo công an để người ta vô cuộc, người ta giải quyết cái chuyện này. À, đúng rồi. Cái vụ này là liên quan tới hình sự luôn chứ không phải chơi đâu nha. Bây giờ mình phải gọi điện cho công an nó xuống liền. Bắt tận tay liền mới được. Gọi liền ngay. Gọi liền một cú điện thoại là... Nè nè nè, mắc cái gì mà báo công an chứ? Bộ mấy người định định hãm hại gia đình tôi hả? Thật là quá đáng, thật là độc ác. Thiếm có biết cái tội cố tình đánh người gây thương tích nếu như mà nghiêm trọng á thì có thể bị phạt hình sự hay là không? Trời đất ơi, nó bị thương có chút xíu thôi mà đâu có cái gì mà nghiêm trọng. Muốn biết chính xác á thì ngoài cửa nhà tôi có camera đó, ra ngoài lấy mở camera ra coi. Xạo, nhà có cái chuông hư hoài không sửa mà camera làm với đâu ra? Sao dính dáng với nhau được nè. Mở điện thoại cho coi. Có camera thiệt nè, mở coi. Vậy mà không được sớm. Cô, con xin cô đừng có đuổi con ạ. Đi, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Cô ơi, bây giờ cô đuổi con không biết đi đâu hết đó cô. Mày đi đâu kệ mày, biến đi. Cô ơi, con xin cô cho con ở lại cho cô. Nhà con năn nỉ con.